Dậy đi ông cháu ơi. Trời ơi, hôm nay kỷ niệm 1 năm yêu nhau rồi. Mình chưa chuẩn bị được gì cả. Kiểu gì gây yêu cũng mắng cho xem. Chạ yêu em, chạ quan tâm đến em. Anh hết yêu em rồi. Ôi, ai cứu được tôi bây giờ. Vị cứu tinh của mình đây rồi. Wow, dám lén tổ chức bất ngờ như này á. Hư lắm, nhưng mà em rất thích. Lãng mạn quá đi thôi. Ừ đấy, năm nay tổ chức tuyệt vời đấy. Năm sau anh cứ thế mà phát huy nhá. Năm sau lại nhờ xin nhé. Năm nay đã kịp cánh mình chuẩn bị từ A đến Z trong vòng trên này 12 tiếng. Cảm ơn CJ rất nhiều.